cái con kia nó hẹn đi bơi, nhưng mà gọi cho nó mười mấy cuộc thì bây giờ nó kêu nó ngủ. Tình là hôm nay tôi vẫn còn cảm thấy tôi bị bệnh luôn đó mọi người. Đợi tôi xíu nha mọi người. Em đang ngồi trước nhà chị đây này, đang ngồi live stream này, đang mưa to quá nên em chưa vào đây. Chắc kiểu này là cởi chuồng tắm mưa luôn. Chán quá mọi người. Lẽ ra là tôi hôm nay tôi cũng chưa muốn bơi lắm đâu, tại vì mình còn đang bị bệnh mà. Đây, tôi còn phải mang theo thuốc để uống đây này. Đó. Mọi người thấy không? Đó. Bây giờ chắc phải uống một viên. Mệt quá, cứ chạy theo con này thì nó mệt quá mọi người. Đợi xíu nha mọi người ơi. Uống viên thuốc lấy tinh thần đã. Trước khi mưa là trời đang nắng, ok. Gọi điện cho nó trước khi trời chưa mưa. Xong nó kêu để nó ngủ. Và tôi thấy là tôi hẹn vợ chồng cụ báo thì tôi phải qua thôi, chứ không lẽ là... Ôi chết cha rồi. Còn có nhiêu đây nước đủ uống viên thuốc không ta? Mệt cho con này quá. Hôm qua hẹn nó vậy đó, xong đến lúc một rưỡi tôi gọi điện, thì lúc đó là mẹ nó nhấc máy, xong mẹ nó kêu mi ơi, chú Hùng hỏi là có đi bơi không để chú Hùng biết là nữa chú Hùng còn qua. Có bơi đấy. Xong rồi tôi kêu ok, mày muốn bơi thì tao gọi điện tao xác nhận, mày ngủ đi, lát nữa 3:30 qua nhé. Ok, 3 giờ tôi gọi điện lại lần nữa, nó không có dậy chú Hùng ơi, nó ngủ luôn rồi, nó không có dậy. Giỏ hàng sao ta? Ủa? Sao tiên ai ghim sẵn giỏ hàng hả? Ôi chết cha rồi. Tắt giỏ hàng ra ta. Ôi, sao ai. Ôi chết cha rồi. Mọi người đợi xíu nhá. Ôi, hình như là nó mặc định á mọi người, nó mặc định á. Ủa, nãy giờ tôi không biết luôn á mọi người. Có nghĩa là tôi lên live thì chắc là các bạn set up sẵn cái mặc định giỏ hàng rồi. Alo. Dạ luôn nghe. Em ơi, anh đang live stream sao tiên nó có giỏ hàng, em và em tắt giùm anh với, tại anh đang ngồi live trong xe á. Dạ. Tắt giúp anh nhá. Dạ vâng. Ok. Tôi phải gọi điện cho... Chết mẹ. Bạn đã không quảng cáo sản phẩm. Ôi chết mẹ rồi. Tôi vừa gọi điện cho Uyên. Ấn nút bên phải là nút nào? Nó cả mấy chục giỏ cơ. Biết cái nào bây giờ? Không phải. Cái này phải nhờ... Thôi nhờ Uyên nó lên máy tính nó tắt. Ui vãi trưởng. Thật chứ. Chào cả nhà nhá. Bây giờ thì tôi đang lại phải ngồi trên xe đây. Tôi qua đây từ nãy mà mưa quá nên tôi cũng chưa vào. Ngồi đây live stream với mọi người. Lát nữa nha. Lát nữa mà trời tạnh nha mọi người. Lát nữa mà trời tạnh á là tôi sẽ vẫn đi bơi. Mình đi bơi một mình cũng được, chả sao. Đấy, để cho cái việc là hôm nay là đi bơi nó uy tín được không mọi người. Thì mong rằng là mọi người chúng ta thấy rằng là trải qua những cái việc này, mọi người thấy rằng là tôi cũng phải chạy theo cái sở thích của nó, làm cho mình cũng rất là nhiều lúc rất là bực bội, rất là mệt mỏi mọi người, tại vì nhiều khi công việc của mình nó phải giải quyết nhiều thứ, mà đôi khi là cũng ưu tiên cho nó những cái việc mà sở thích nó muốn, xong này nó thì lại không uy tín, nó lại hay thích sống theo cái kiểu được ngủ được kiếp, làm cho mình nhiều khi là bị trễ rất là nhiều những cái việc khác. Nhưng mà uy tín thì mình vẫn uy tín, nên mọi người gọi điện cho nó không chịu dậy, nhưng mà cuối cùng tôi vẫn qua. Tôi vẫn có lý do để tôi ở nhà mà, tại vì gọi cho nó không dậy, nhưng mà mình mà ở nhà thì nhiều khi tối cái người bị to xích lại là mình. Cái ông này ông lại lên live ông nói mà ông không có giữ lời. Đấy mọi người thấy ông khổ thật đấy. Sống kiểu gì cũng khó.
nên thôi thà mình qua để mình ngồi đây mình like cho mọi người thấy rõ ràng là tôi có qua. Đây tôi cho mọi người coi nhà cụ Báo đấy. Đấy, xe cụ Báo đang đậu trước xe tôi nha, để tôi gạt nước phát này. Đấy, gạt nước phát này, đó thấy chưa, đó đang ngồi trước nhà cụ Báo này. Đấy, đấy được chưa, đó đấy, ngoài bờ sông các kiểu này. Cái lúc tôi gọi cho nó là trời không có mưa, tôi đi đến gần nhà cụ Báo đến đây giờ lúc này nó mới mưa, mà nhà nó thì ngay ở đây. Nếu mà nó muốn bơi và nó uy tín thì nó đã qua từ lúc 3:30 rồi, không phải 4:10 như bây giờ. Khổ lắm đấy, nên là mong là mọi người chúng ta có yêu mến thì mọi người chúng ta cũng yêu mến một cách nào nó cùng với Hùng nó hợp lý, để chúng ta giáo dục nó cho nó càng ngày nó càng thay đổi theo hướng tích cực hơn. Yêu mến ở đây không phải là chúng ta cứ chiều theo cái sở thích của nó là yêu mến đâu. Chúng ta giáo dục một cái đứa trẻ, chúng ta đừng chạy theo cảm xúc và cái sở thích của tụi nó quá. Khi vậy thì nó sẽ cảm giác rằng là lúc nào nó cần cái gì thì nó cũng sẽ được cái đó. Gọi làm gì nữa, gọi mấy lần rồi. Nếu nó ý thức thì nó đã tự dậy rồi. Đúng không mọi người? Đây là cái sở thích của nó muốn đi bơi chiều nó, xong cuối cùng gọi cho nó không chịu đi thì đấy là do nó chứ. Mình đâu phải chạy theo cái cảm xúc của nó đến cái mức mà mình phải gọi điện. Xong rồi nó cứ nghĩ rằng là sau này cứ vấn đề gì thì chắc là sẽ có ông Hùng ông gọi điện. Thế mà cái các kiểu, nên chúng ta đừng chiều nó theo cái kiểu vậy nha mọi người. Tôi chỉ ngồi đây tôi livestream cho mọi người biết rằng là tôi giữ cái uy tín của mình rằng là tôi có qua. Đó, chứ mắc công là tôi gọi cho nó, tôi biết nó không đi bơi, xong tôi ở nhà, xong tối tôi mới qua thì nó lại bảo ủa ông không qua kia các kiểu, xong mọi người lại trách là chắc là ông Hùng ông không muốn đi bơi nên ông nói với nó là đi ngủ đi các kiểu nữa, thì tôi lại là cái thằng mệt mỏi nên thà tôi chạy mẹ tôi qua đây tôi live stream, xong lát nữa tôi qua tôi bơi một mình còn sướng hơn. Giả vờ giận làm cái gì, nói chung là mình cũng người lớn mà. Có điều là mình mong rằng là nó thấy được cái việc đó là nó phải thay đổi như thế nào để nó ý thức bản thân nó tốt hơn thôi. Chứ mình là người lớn mình giận dỗi cái gì, giống như kiểu mình là một người cha mà. Mình là một người cha thì con mình nó không được tốt này kia thì mình làm sao cho nó hiểu được cái ý thức trong cái việc chủ động nó quan trọng như thế nào. Đó, chứ con này thì nó giỏi nịnh lắm, tôi nói thật nó giỏi nịnh lắm. Lát nữa để qua này tôi xin lỗi nha, tôi sẽ không như vậy nữa, kiểu thế. Trời ơi, mọi người chưa thấy nó nịnh chị Lan Anh đâu. Trời ơi, nịnh chị Lan Anh nó lao vào nó ôm, trong nó hôn má, nó bặm bặm môi. Đâu ai giận nó được, nịnh ghê lắm. Đấy, được mỗi cái khôn như vậy thôi. Còn này ra đời sau này mẹ mà kiểu như vậy thì mất uy tín như này thì khó mà làm ăn với các đối tác lắm. Tại vì trong cái việc mà giao tiếp xã hội hay là làm ăn, nó cái uy tín nó quan trọng lắm mọi người. Nó phải học được cái đức tính này của thằng cha nó thì sau này nó mới có nhiều mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống được. Còn nếu mà kiểu như này thì mối quan hệ nó chỉ là xã giao thôi. Ví dụ như khi mà mọi người chúng ta sống một cái uy tín trong đời sống đó, khi mọi người cần một cái sự giúp đỡ hay là một cái gì đó thì cái người mà mọi người đã từng uy tín với họ thì họ cũng sẽ luôn luôn kiểu là đến cái lúc mà mọi người có thể cần được. Còn giống như kiểu là mình đôi khi mình chú trọng vào cái sở thích của mình nhiều, đôi khi mình không có thay đổi được cái đó thì nó cũng rất là khó. Thôi vô nhà chứ, đang trời đang mưa, ngồi đây like xíu, lát nữa vào. Chắc 5-10 phút nữa vào xem coi là nhà cụ Báo xem mấy đứa nhỏ có muốn đi bơi không thì đi bơi luôn, còn không thì tôi ra tôi bơi mình. Tôi cũng chưa bơi đây lần nào luôn. Tôi với vợ chồng cụ Báo biết nhau bao nhiêu năm rồi, tôi qua đây tôi chưa bao giờ tôi bơi bên này luôn. Ôi trời. Thì gọi điện cho nó không được mới gọi điện cho mẹ đó mọi người. Tôi gọi điện cho nó mãi nó có nhấc máy đâu. Hôm qua chị Nhi là chị lấy cái điện thoại về rồi, nên là chị đã có cái điện thoại để tôi gọi điện. Tôi gọi điện cho chị Nhi, chị cũng gọi cho nó không dậy được. Xong rồi hỏi là có đi bơi với chú Hùng không, chú Hùng qua rồi kìa. Thì nó cứ ngủ. Mà con này khi nó ngủ mà gọi nó là nó hay kiểu là bất cần đời lắm. Y như mẹ mình mấy cái con cún thiếu xương. Khổ lắm mọi người ơi. Để tôi gọi điện. À quên, không gọi nữa. Để mở nhạc nghe cho nó đỡ buồn. Mọi người đợi xíu nha, mình vừa đọc cái comment gì đây.
gọi vợ mì đi blog. Đợi xíu mọi người, chặn. Đang trước like mà, comment nào tào lao là chặn luôn. Chúng ta dành cho em ngàn cứu cơ và thương yêu đó, dành cho em tia nắng em cùng bao cơn gió, dành cho em niềm đam mê tuyệt. Không vuốt trẻ hơn à? Không vuốt trẻ hơn, nhưng mà kiểu tóc nó không có đều đặn, nó không vào nếp, nhìn nó không biết nó có xấu không. Nhưng mà đúng là vuốt vào thì kiểu tóc nó gom lại á, nhìn mình dễ bị kiểu là bị thiếu tóc, giống hói hói. Đấy, không vuốt là nhìn nó cứ kiểu vậy, nhìn nó lãng tử đúng không? Cắt nữa đi. Đây tôi mặc quần sẵn rồi này. Đấy, quần đùi sắt nách bơi, mang sẵn quần rồi đó, mang cả quần nhỏ quần dài này kia là mặc để tối có bộ đồ khác lên live đó. Mà giờ nói như thế này thì biết làm sao. Đúng rồi, vứt quát phải sấy nhiều nó rụng tóc. Nụ cười 18-20. Uy tín nha mọi người. Rồi mọi người thấy nha, tôi uy tín nha, chứ không mắc công lại trách móc, kêu là không có dẫn con đi bơi này kia các kiểu. Dù qua bao giấc có anh nhớ nụ cười là món quà. Còn ngày mai là chở nó đi học này, ngày mai chở nó đi học tôi cũng uy tín luôn. Mà tôi sợ đến cái cảnh mà đến trước nhà nó gọi điện không được, mẹ lúc đó không biết sao. Nó thì ở tầng 3, tầng 4, mình lại không có khóa nhà, thì đến 3, 4, 5 giờ sáng đứng trước cửa, mẹ nó tưởng ăn trộm nữa. Bảo vệ nó xích mẹ về phường, không biết kiểu gì. Tại vì cái phong cách đi xe máy là sẽ khẩu trang, đội nón, mặc áo khoác. Mẹ nó tưởng trộm chó, sao không luôn. Gọi điện cho nó mà nó không dậy, hay mẹ nó cũng kiểu là tắt chế độ im lặng. Xong cứ đứng trước cổng 5 giờ bảo vệ bà mẹ thằng này nhìn rất giống ăn trộm. Xong rồi gọi công an phường thôi xong. Nghĩ cái cảnh đó thấy lòng nó đau nhói rồi. Sao mà mọi người hiểu được cái tương lai như là nào đó. Cả cuộc 30 mấy năm cuộc đời chưa bao giờ dậy 5 giờ sáng đi chở cái đứa nào đi học. Ngay cả cháu mình còn chưa chở, tại vì cháu mình có vợ chồng của ông anh hai với ông anh ba chở rồi. Mai nghĩ đến cái cảnh má 4:30 dậy. Xong rồi lật đật 5 giờ chạy từ quận 3. Nhà tôi quận 3 mà, quận 3 chạy qua bên tận đây cũng mất khoảng tầm 20-30 phút chạy xe. Xong rồi đến trước cổng. Tặc 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 tặc. Alo, mày nhấc máy đi. Sang bên kia. Thầy bảo quý khách vừa gọi hiện đang đắp chăn và đang ngáy. Nước ke đang chảy. Úi giời ơi, xong rồi. Bảo vệ đứng trước cửa cứ thấy thằng nào thấp thỏm. Đây chị Lan Anh ra này, Đây chị Lan Anh ra này. Thấy chưa? Rồi chắc vào nhà luôn quá. Đại xin cho mọi người vào nhà luôn. Vào nhà đi rồi kể tiếp câu chuyện này. Sóng gió xẻ qua, những tháng ngày năm đó anh cũng cười thật tươi. Có đôi lời yêu em anh vẫn chưa. Đợi xíu nha, vào luôn. Thôi thấy chị ra em vào luôn. Chuẩn bị tắm mưa nha mọi người. Đây tôi vào.